Xin chào tất cả mọi người, lại là Dia đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot Tâm sự cùng Nghi Lạ. Tà ra, ok. Và ngày hôm nay lại là một ván trải bài của chúng ta nữa. Ván trải ngày hôm nay thì có vẻ là Dia hơi gọi là sao ta, hơi thiên vị. Đi hơi thiên vị cho những cái bạn học sinh sĩ tử, do cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay mang tên năm học mới của bạn như thế nào. Cho nên đi biết rằng là cái ván trải này cũng sẽ rất là giới hạn người xem luôn. Cho nên rằng là thông cảm nha. Nhưng mà do rằng là khoảng thời gian này thì đi biết á, là có thể là các bạn sẽ đã hoặc là đang hoặc là sắp tham gia vào một cái năm học mới rồi, nhất là những cái bạn mà thi từ 12 lên đại học nữa. Cho nên các bạn cũng đang rất là gọi là sao lo lắng về cái điều đó. Cho nên mong rằng là tất cả các anh chị, cô chú, chị bằng gì thông cảm nếu mà cái ván trải hôm nay nó không có mình trong đó, ok không? Còn nếu mà các bạn muốn cởi mở hơn thì các bạn có thể hiểu cái ván trải này theo kiểu năm học mới như thế nào. Năm học mới tức là môi trường làm việc mới hoặc môi trường học tập mới, thì các bạn cũng có thể hiểu nó theo thì bạn cũng có thể hiểu là cái môi trường học tập làm việc mới của mình trong năm nay thì nó như thế nào, ok chưa? Trong năm mới này sẽ như thế nào, môi trường làm việc mới nó như thế nào, mình hiểu nó theo cái kiểu đó thôi thì vẫn ok, ok không? Còn bây giờ thì ở đây có 4 tụ bài như thường lệ, 1, 2, 3, 4, mọi người hãy bắt đầu chọn lựa tụ bài cho mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên chúng ta đến với tụ bài số 1 với viên đá màu đỏ. Đi sẽ để nó ở đây để trả lời cho câu hỏi năm học mới của bạn như thế nào. Thì bây giờ phải xem môi trường học tập của bạn nó ra làm sao, nó như thế nào, nó ra làm sao. Ok, đây là một môi trường rất là năng động nha các bạn. Cái môi trường học tập được nhắc đến trong đây là một môi trường rất là năng động, nhưng năng động cũng kèm thêm một cái là không kém phần áp lực. Môi trường mới, năng động, áp lực. Có thể những cái bạn chọn tụ bài này là những cái bạn học thiên về ngành kinh tế, học thiên về ngành kinh tế khá là nhiều, có thể là tài chính kế toán, marketing, tài chính ngân hàng, có thể là như vậy. Hoặc nếu mà các em chỉ là mới là học sinh 12 hoặc là học sinh lớp 10-11 thôi á, thì cái này nó cũng nói là cái môi trường thì nó vẫn ổn, nhưng mà có thể rằng là trong khoảng thời gian tới thì mình sẽ cảm thấy dễ bị stress, dễ bị căng thẳng do có khá là nhiều những cái deadline, tức là những cái thì như giờ dùng chữ deadline không biết dịch có tiếng Việt gọi là sao ta, những rất là nhiều những cái không biết sử dụng cái chữ deadline thì là qua tiếng Việt nghĩa là gì luôn. Chị đôi chút, trời ơi sao vậy nè, sao đây tôi không biết tôi nói cái chữ deadline muốn dịch qua tiếng Việt là cái gì luôn á. Ghét là sử dụng tiếng Anh với nó vậy đó, do mọi người thông cảm nha. Do là đi đôi khi đi làm việc trong cái môi trường là cũng khá sử dụng cũng tiếng Anh, cũng có tiếng Việt tiếng Anh, nhưng mà đôi khi có những cái từ á mình dùng tiếng Anh quen rồi không có dịch nó qua được. Ok, có thể là những cái bạn nào đang đi học thì cái môi trường này rất là năng động nè, môi trường liên quan đến tính toán nè, làm ăn kinh tế nè, rất là nhiều ha. Còn những cái bạn nào mà hiện tại đi học nhưng mà không phải học đại học á, thì cái môi trường này thì cho thấy được là cái năm học mới của em á cũng rất là nặng nề, cũng rất là nặng nề, bài vở dí sát đích đó, ok không? Vậy thì tiếp theo chúng ta lấy ra ba lá để xem mối quan hệ xung quanh của mọi người trong cái vấn đề học tập này nó sẽ có tốt hay không. Mối quan hệ xung quanh nó được biểu đạt bởi lá 5 tiền, 4 tiền và 6 gậy. Có vẻ những cái bạn chọn tụ bài số 1 là những cái con người hoạt động rất là độc lập, hoạt động rất là độc lập, hoặc là cái nết của bạn hơi khó khăn, cho nên rằng là để nói là bạn có một cái đội ngũ nào đó cùng tham gia chơi chung với bạn thì đi thấy hơi khó, đi thấy hơi khó nha. Đi thấy là chưa có một cái gọi là một cái tín hiệu chính thức cho cái việc là bạn sẽ có một ai để là làm việc chung hay mối quan hệ nó có tốt hay không. Ở đây đa số á, đi nhìn thấy cái mối quan hệ mà được biểu đạt bằng lá file ở bên tab đầu tiên á, có vẻ là bạn chơi mình nhiều hơn, rồi xong bạn tự chơi một mình nhưng mà bạn vẫn ổn, cái kiểu giống vậy. Cái lá cuối cùng là lá Six of Wands nằm đây. Cái lá này á, nó mang ý nghĩa là sẽ được nhiều người công nhận. Thì gọi là đi hơi mại mại nghĩ ra được nó logic là như thế này. Rất có thể là những cái bạn chọn tụ bài số 1 ban đầu là không ai chơi với bạn hết, ban đầu không ai chơi với bạn hết, nhưng mà dần dần thì bạn có những cái con người đến và công nhận cái khả năng của bạn. Có thể bởi vì bạn giỏi, có thể bởi vì bạn giỏi, và thường người ta đến để hợp tác trong công việc, hoặc đến để hợp tác trong việc học tập là nhiều chứ không phải là để chơi bời, ok. Vậy thì đi muốn nhìn thấy xem vậy những khó khăn của bạn, những cái khó khăn của bạn trong cái năm học mới này là cái gì. Những khó khăn của bạn trong năm học mới này là gì? Đi lấy cho bạn ba lá nữa. Bạn có lá Page of Swords, lá The World và lá Seven of Wands. Ok, những cái khó khăn này đến từ cái việc giao tiếp. Bạn yếu trong cái việc tạo cái kết nối rất là nhiều.
bạn làm cái gì á, bạn cũng muốn một mình bạn làm là an toàn nhất, hoặc là bạn thích làm việc đơn lập nhiều hơn là làm việc với nhóm, làm việc với đồng đội, bạn thích làm việc cá nhân á. Đó, cho nên là cẩn thận một chút xíu. Đi nhìn thấy được thêm lá bảy gậy nữa, cho thấy được những cái khó khăn của bạn là bởi vì bạn làm việc một mình á, cho nên á, những cái con người mà người ta có đội ngũ, có chiến hạm, có đồng đội đồ á, người ta sẽ thắng thế bạn trong cái phần này. Người ta sẽ có những cái con người để gây ra nhiều cái cản trở cho bạn. Ví dụ như là người ta có nhiều người hơn, người ta có nhiều cái tưởng hay hơn, có nhiều bạn học chung với nhau thì tinh thần đoàn kết cũng tốt hơn, hoặc là có nhiều bạn học chung với nhau thì bạn cũng sẽ siêng năng hơn. À, ok không? Đó chính là những cái khó khăn của bạn. Vậy chúng ta hãy cùng xem một cái thông điệp năm học mới của bạn là gì. Cái thông điệp ở đây là thông điệp đến từ con chim xanh. Con chim xanh xanh, a bird blue blue, a leaf green. Con chim xanh xanh thì lá cũng xanh. Con chim màu xanh đại diện cho yếu tố bầu trời, đại diện cho không khí, đại diện cho lời nói. Nó đang nhấn mạnh cái vấn đề là bạn nên có nhiều cái sự mở lòng hơn với những cái thế giới quan xung quanh của bạn. Nếu mà bạn chịu khó mở lòng ra thì bạn sẽ có được những cái điều mà rất là đáng quý, có những cái mối quan hệ rất là đáng quý, và bạn sẽ cảm thấy rất là vinh hạnh khi có những cái mối quan hệ đó. Ok, tụ bài số 1 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 2 với viên đá xanh ngọc lục bảo. Chúng ta hãy cùng nhau xem sơ qua nha. Đầu tiên, hãy để cho câu trả lời năm học mới của bạn như thế nào. Chúng ta phải xem qua môi trường học tập ở đó nó ra sao. Môi trường học tập này được biểu đạt bằng 9 gậy ngược, 3 gậy ngược, the star ngược, 5 tiền và 2 tiền ngược. Wow. Vào đây thì bạn sẽ phải bắt buộc thay đổi rất nhiều thứ. Có thể bạn là một con người khá là khó thay đổi, bạn hành động theo bản năng rất là nhiều. Bạn thích làm theo cái điều mà mình muốn thôi, chứ ít khi bạn chịu thay đổi vì cộng đồng, ít khi bạn chịu thay đổi vì nhóm lắm. Ở đây cho thấy là khi mà vào cái môi trường này bạn sẽ phải thay đổi rất là nhiều, hoặc là chính cái môi trường này cũng sẽ là cái tác nhân gây nên những cái thay đổi. Và đi nhìn thấy đây là những cái thay đổi khá là tích cực thôi, nó không có tiêu cực đâu. Tiếp nữa, có thể là những cái bạn nào mà ở trong cái lựa chọn này, có thể bạn sẽ học ngành nghệ thuật, hoặc là bạn học về văn chương, học về xã hội, hoặc là học về con người. Nói chung là nếu mà bạn đang học đại học thì đây là những cái lá bài nói là về là bạn sẽ học về con người. À, học về con người, học về xã hội rất là nhiều. Cái môi trường này nó khá là tốt bởi vì nó tôi luyện cho bạn một cái cá tính, đó chính là chịu trách nhiệm. À, một cái cá tính của cái sự chịu trách nhiệm với bản thân và cá tính nuôi dưỡng cho những cái ước mơ. Trong đây thì người ta cũng cởi mở cho những cái sự bay bổng, cởi mở cho những cái sự ước mơ lắm. Tuy nhiên ở đây á, đi nhìn thấy là cái môi trường này của bạn á, là một cái môi trường ủng hộ cái tôi cá nhân và làm việc rất là độc lập. Cho nên là ở trong đây dường như bạn cũng chẳng cần đến đội nhóm nhiều để làm gì cả. À, đầu tiên đó là cái môi trường của bạn. Cái tiếp theo, để chúng ta tiến tới, đi sẽ xem ba lá về mối quan hệ của bạn trong cái môi trường học tập này nó như thế nào. Ở đây chúng ta có lá Ace of Pentacles, lá The Empress và lá cuối cùng là lá King of Cups. Ok, những mối quan hệ xung quanh của bạn đó, nó đều đang bị ngược hết. Các lá bài đều đang bị theo cái chiều ngược chiều hết. Nên đi đang cảm nhận được rằng là ở đây bạn cũng chẳng phiền phải nuôi dưỡng mối quan hệ để làm gì. Nói chung thật ra họ vẫn sẵn sàng, hoặc là bạn vẫn sẵn sàng giúp đỡ họ mà thôi. Nhưng mà để nói là để nuôi dưỡng những cái mối quan hệ này một cách sâu sắc á, thì trong cái năm học tới thì thấy là chưa có. Chưa thấy có những cái điều này. Đương nhiên là vẫn sẽ có những cái cảm xúc vui vẻ với những cái con người trong môi trường này rồi. Nhưng mà những cái mối quan hệ trong đây á, đa số là ai cũng tập trung vào cái tôi cá nhân nhiều. Gọi là ở đây không phải là sống là cho đâu nha, này mà đây là sống là nhận, hoặc là sống là để chứng tỏ. Cho nên là ở trong đây á, là như hồi nãy đi nói, cái môi trường này nó đề cao cái tôi cá nhân rất là nhiều, đề cao cái tính sáng tạo, đề cao cái ước mơ cá nhân rất là nhiều. Cho nên rằng những cái mối quan hệ trong đây nó cũng có cái điểm tương đồng như thế. Họ cũng là những cái con người rất là dễ tiếp xúc thôi, nhưng mà bởi vì họ cái gì đó họ quá là cá nhân thì cũng rất là khó để mà kết thân. Dễ tiếp xúc nhưng chưa chắc là dễ thân nha. Ok, tiếp. Đi lấy ra ba lá bài để xem về những cái khó khăn mà bạn có thể gặp phải. Wow, dường như những bạn nào mà chọn cái tụ bài số 2 á, cái môi trường này nó đem đến rất là nhiều những cái sự may mắn cho bạn luôn. Trong những cái khó khăn của bạn, nó đòi hỏi bạn phải có sự sáng tạo, nó đòi hỏi bạn phải có sự thúc ép để gọi là để cởi mở cái tâm hồn bạn ra. Nói chung ở đây á, nó là một cái chất xúc tác, cái sự khó khăn này một cái chất xúc tác để cho bạn sẽ phát triển hơn theo một cái tầm thức mở rộng, chứ không phải là đi theo cái kiểu là suy nghĩ logic. Ok, ở đây đi nhìn thấy có lá Chickerman nè, thì ở đây là một cái môi trường rất là hay
rất là hay, gọi là sao, phán xét người ta. Cho nên những cái khó khăn của bạn cũng bắt gặp từ vấn đề là những cái mối tương quan xã hội, con người đây khá là nhiều chuyện và khá là nhạy cảm. Thêm vào đó nữa là bởi vì đây là một cái môi trường hoạt động độc lập, cho nên với những cái khó khăn của bạn, bạn có khó khăn gì thì bạn cũng phải tự làm mà thôi, chứ nhiều cũng ít khi người ta hợp tác với bạn lắm. Ở đây thì Đi có lấy ra một cái lá bài cho cái thông điệp của bạn trong cái năm học mới. Cái thông điệp của bạn được thể hiện bằng lá shark, con cá mập búa. Ở đây cái lá shark này nó mang ý niệm rằng là những cái bản năng đôi khi bạn cần phải đi săn mồi với một con cá mập búa. Bạn phải sử dụng chính cái bản năng của bạn để giải quyết những cái vấn đề bên trong, những cái rắc rối của bạn trong cái năm học mới này. Thì nhìn chung về cái quan điểm của Đi cho cái ván trải này đối với bạn số học bậc, đối với tụ bài số 2 á, thì Đi thấy khá là ổn. Cái tụ bài của bạn rất là tốt, bạn có được nhiều cái sự thúc đẩy từ môi trường, từ con người xung quanh, mặc dù nó hơi mi nưa, hơi mè nheo chút xíu, mặc dù ở đây nó hơi ganh ghét chút xíu, nhưng mà thôi kệ, không sao, nó vẫn có cái gì đó thúc đẩy cá nhân của bạn, vẫn xây dựng, vẫn build up cho bạn được một cái tầm cao mới, nên Đi cảm thấy rất là tốt á. Ok, tụ bài số 2 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 3 với viên đá mã não nằm đây, để xem năm học mới của bạn sẽ như thế nào nha. Đầu tiên, môi trường học tập. Môi trường học tập của bạn nó ra làm sao? Đây là một môi trường rất là năng động, rất là nhiệt và cũng rất là nhiều chuyện, rất là bà tám, rất là sân si, rất là sáng tạo. Ok, một môi trường hơi áp lực về mặt sân si đấy. Ở đây có người thể hiện cái tôi rất là lớn, và đôi khi bạn sẽ cảm thấy ồ sao mà người ta giỏi vậy ta, ồ sao mấy đứa nó lanh dữ vậy ta. Ở đây kiểu giống vậy, bạn sẽ có những cái cảm nhận như thế. Ở đây Đi cảm nhận được cái ván trải của các bạn tụ bài số 3 nó mang một cái hơi hướng rất là tích cực, mang một cái hơi hướng rất là tích cực. Cái môi trường của bạn có thể là những con người đây hơi chua ngoa một chút xíu, nhưng mà họ vẫn có được cho mình được những cái sự tử tế, họ vẫn có được cho mình những cái sự đàng hoàng. Môi trường học tập giàu kiến thức, giàu kiến thức, kiếm kiếm kiếm, cho thấy rất nhiều kiến thức. Nhưng mà ở đây 10 kiếm này á, nó còn thể hiện việc là bạn sẽ bị soi mói, hoặc là những cái mối quan hệ, những cái mối tương quan của bạn, có thể là mấy con mẹ chung lớp, mấy mẹ chung trường, chung khoa, mấy mẹ sân si theo kiểu giống vậy, những con người hơi sân si. Và trong đây cái môi trường của bạn là một cái môi trường học tập tốt, cái áp lực thì Đi thấy là không có quá nhiều đâu, bởi vì chính bản thân bạn rất là thích cái môi trường này, và môi trường này thì kích thích cái sự sáng tạo và tìm tòi học hỏi của người khác. Cho nên là để là áp lực thì đương nhiên cái nào cũng có áp lực, môi trường nào thì nó cũng có áp lực cả. Nhưng mà ở trong chính cái môi trường này thì Đi cảm thấy là cái áp lực đó không đến nỗi nào. Ở đây Đi lấy ra thêm 3 lá bài để xem những cái mối quan hệ xung quanh của bạn như thế nào. Wow, cái tụ bài này là cái tụ bài đầu tiên trong 3 tụ vừa rồi mà Đi nhìn thấy cái mối quan hệ xung quanh nó tốt đó nha. Sẽ có những cái sự tiến triển rất là nhanh chóng trong các cái mối quan hệ của bạn, trong cái việc học tập và làm việc. Có thể bạn sẽ tìm được những người bạn mới, những người bạn thân thiết, những người bạn mặc dù nó đã xuất hiện lâu rồi nhưng mà chẳng nói chuyện với nó bao giờ cả. Và cũng có thể bạn sẽ tìm được một cái nhóm bạn rất là ưng ý để hợp tác sau này. Vậy thì hãy xem tiếp những cái khó khăn của bạn, những cái khó khăn của bản thân bạn là gì. Wow, với cái khó khăn này thì Đi lại nhìn thấy được rằng là bạn là một cái con người sống rất là cảm xúc, và bạn rất là dễ bị tụt mood nha. Bạn rất là dễ bị ngoại cảnh tác động vào tinh thần á, bị ngoại cảnh tác động vào tinh thần, bạn hiểu cái câu này không? Dễ bị tụt mood, dễ bị ngoại cảnh tác động vào tinh thần. Cho nên những cái khó khăn á, nó đến từ cái cảm xúc của bạn thôi. Và bạn vẫn có cái gì đó còn non nước, bạn vẫn có cái gì đó chưa thật sự trưởng thành. Và thật sự thôi, bình thường mà, mình tuổi trẻ mà, bình thường chưa trưởng thành thì rồi thời gian nó tán vô mặt mình từ từ thì mình cũng trưởng thành thôi, không sao. Ok, nhìn tổng quan cho đến cái lá, những cái sự khó khăn của bạn á, thì Đi cảm nhận á, sẽ có một ai đó bước đến bên cuộc đời bạn, một con mắm vốn nào đó hoặc người phụ nữ nào đó sẽ là cái sự khó khăn cho bạn. Cái người này sẽ gây những cái cản trở không đáng có, người này sẽ gây những cái sự cản trở không đáng có cho bản thân bạn, nên hãy cẩn thận rất nhiều nhé. Ở đây thì Đi có lấy ra một cái lá bài từ trong một bộ oracle để đưa cho bạn một cái thông điệp. Thì thông điệp của bạn là gì? Thông điệp của bạn ở đây đó là lá con công mái, con peahen, con công đực là peacock, với ý nghĩa là sự nuôi dưỡng, nurture. Sự nuôi dưỡng ở đây á, có nghĩa rằng là chính cái môi trường này sẽ là cái nơi tôi luyện bạn rất là tốt. Lý do tại sao mà Đi nói như vậy, bởi vì á, như hồi nãy Đi nói, cái môi trường này á, nó kích thích cái sự sáng tạo. Một môi trường thoải mái, một môi trường truyền thông, hoặc môi trường nói rất nhiều, môi trường dí dỏm hóm hỉnh, và bạn rất thích cái điều này luôn, bạn rất thích cái môi trường này.
Và ở nơi này bạn cũng tìm được rất là nhiều người bạn, nên cái đó là cái rất là hay ha. Đi mong rằng tụ bài số 3 sẽ được như những gì mà mình mong muốn. Wow, hồi nãy tôi không chú ý, cái tụ bài số 3 nó có cái màu giống như cái màu xanh ngọc lục bảo nè. Đó, cái lá này giống ngọc xanh ngọc lục bảo nè. Tụ bài số 3 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài cuối cùng, tụ bài số 4 với cái viên đá màu rất là minu ở đây. Tôi không màu min, ok. Để trả lời cho câu hỏi rằng năm học mới của bạn như thế nào, thì đầu tiên đi có lấy ra một số lá để xem về môi trường học tập của bạn. Wow. Đây là một môi trường học tập rất là nghiêm khắc. Rất là nghiêm khắc. Nó đòi hỏi tính chính xác cao, hoặc là người ở trong cái môi trường này á, họ rất là nghiêm nghị, họ rất là quy tắc, họ rất là chuẩn mực, chứ họ không phải là thuộc theo cái tiếp người gọi là sáng tạo, flexible, không có kiểu giống vậy. Mà đây là những con người rất là cứng rắn rỏi, môi trường học tập rất là chuẩn mực, môi trường học tập rất là khắc nghiệt, rất là đường lối chính sách, vậy giống vậy đó. Nói chung là nó rất là như thế. Một cái môi trường làm việc nó hơi căng thẳng một chút xíu, một môi trường học tập cũng hơi căng thẳng một chút xíu. Tuy nhiên trong cái môi trường này thì nó rèn luyện cho bạn được rất là nhiều những cái cá tính tốt, rất là nhiều những cái điều tốt đẹp. Được đấy. Và đây là cái môi trường mà khiến cho bạn cảm nhận rằng là giống như là cả thế giới bên ngoài nó khác biệt. Nó khác biệt hoàn toàn, vào trong đây xong rồi bạn biết ra được những cái sự thật rợn người, vậy giống vậy, những sự thật rợn người và về cuộc sống. Trời ơi, sao các bạn nè, bạn học trong cái môi trường gì nghe mà ghê vậy trời. Ok, đó chính là cái sơ bộ về cái môi trường này. Một môi trường khá là nghiêm khắc, một môi trường làm việc có nguyên tắc. Và đôi khi ở trong đây thì những con người cũng ít nói, những con người không có thích nhiều chuyện, vậy giống vậy. Vậy thì Đi muốn nhìn xem các cái mối quan hệ của bạn trong cái môi trường này như thế nào. Tuy nhiên Đi lại nhìn thấy được cái mối quan hệ của bạn trong đây rất là tốt quá chứ. Mối quan hệ của bạn trong đây siêu tốt luôn á. Bạn có lá Three of Cups, thể hiện bạn bè nhiều tốt nữa, bạn bè nhiều mà còn tốt nữa. Rồi Two of Wands, thể hiện việc là có những cái sự định hướng của bạn. Cái mối quan hệ, nhiều cái mối quan hệ ở trong cái môi trường này sẽ giúp bạn định hướng tương lai, hoặc là giới thiệu việc làm, hoặc là cùng bạn đồng hành trong tương lai, dạng giống như vậy. Đó, rất là tốt luôn. Nhìn cái môi trường này á, ban đầu Đi có cảm nhận giống như là một môi trường quân đội, một môi trường quân ngũ á. Rất là luật lệ, rất là hà khắc, rất là khắc nghiệt. Nhưng mà ở trong đây người ta cũng rất là đoàn kết, cũng yêu thương lẫn nhau, tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội rất là cao. Ok, vậy thì những cái khó khăn của bạn là cái gì? Wow, ủa sao những khó khăn mà ra lái tốt nè, là sao trời? Khó khăn của bạn có thể là bởi vì bạn là một cái tuýp người vui vẻ, tuýp người vui vẻ, cho nên đó là bạn là một bạn rất là khó để ở trong cái môi trường này. Nhưng mà rồi thì Đi cảm thấy là bạn sẽ thích nghi được, bởi vì nói là bạn là một người vui vẻ thì cũng không đồng nghĩa với việc bạn là một cái người sống phải là quá là sáng tạo, là quá là phá luật. Chưa chắc bạn là thuộc cái kiểu đó. Mà bạn vui vẻ theo cái kiểu là bạn hay nói hay cười, hay giỡn hay đùa, bạn sống thiệt tình với con người xung quanh đó, vậy giống vậy. Thì một trong những cái khó khăn mà bạn hay gặp phải là bạn bị chậm nhịp hơn người khác là một. Cái thứ hai là bạn bị ù lì, hoặc là bạn chưa thật sự có những cái độ nhanh nhạy, bạn chưa thật sự có cái độ nhanh nhạy cần ở trong cái môi trường này. Ở đây thì Đi có lấy ra cho các bạn một cái lá bài để cho các bạn một cái thông điệp trong cái môi trường mới này. Thì cái thông điệp này được lấy từ con Unicorn. Unicorn là con Unicorn là con gì ta? Con ngựa một sừng đó, con ngựa một sừng là con kỳ lân, con kỳ lân châu Âu. Ở đây nó để chữ là miracle, tức là phép màu, phép thuật. Có thể nhìn thấy được là trong cái môi trường này còn có rất là nhiều những cái điều ẩn chứa, còn ẩn chứa nhiều điều mà bạn chưa thể rõ được. Thì đã đi vô trong đây thì rất là có thể bạn sẽ được khai mang ra rất là nhiều thứ. Và cả cái môi trường này á, nó mặc dù nó luật lệ thật, mặc dù nó hơi hà khắc, mặc dù nó hơi khuôn mực, hơi mẫu mực, hơi than đo một chút xíu, nhưng mà ở trong đây nếu mà bạn thể hiện bạn là một cái con người nhiệt huyết, bạn là một cái con người vui vẻ, thì Đi cảm nhận là vẫn sẽ có rất là nhiều người đón nhận bạn mà thôi. Và hãy nhớ thông điệp của bạn là miracle, những cái điều bất ngờ, những cái điều rất là phép màu, những cái phép nhiệm màu sẽ đến với bạn. Ok, tụ bài số 4 kết thúc. Ok, cuối cùng thì ván trải của chúng ta ngày hôm nay cũng đã đến hồi kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo. Nhớ theo dõi và subscribe kênh channel của Dear nha. Bye bye.